Đạo Bồ Tát bổn nguyện phẩm thứ nhất cung thời Đáp Lợi. Chính thực tôi nghe một thời Đức Phật ở trời Đáp Lợi đã vì mẫu thân mà ngài thuyết pháp. Bây giờ hết thảy chư Phật chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương vô lượng thế giới đều đến đại hội cùng khen ngợi rằng Đức Phật Thế Ca thường ở trong đời ngũ trượt đã thấy hiện đại trí tuệ, chẳng thể như bản thần thông đã được điều phục chúng sinh lên đảo hoa ngạnh, khiến chúng hiểu rõ pháp khổ pháp vui. Chư Phật khen dông liền sai thị giả xin hỏi Thế Tôn. Lúc đó Như Lai mỉm cười phóng ra trăng liền ám mây phát quang rực rỡ, đó là mây phát quang đại từ bi, mây phát quang đại viên mãn, mây phát quang đại từ bi, mây phát quang đại trí tuệ, mây phát quang đại phúc đức, mây phát quang đại tam nhã, mây phát quang đại tam muội, mây phát quang đại tác tường, mây phát quang đại công đức, mây phát quang đại quy, mây phát quang đại thán thán. Đức Phật phóng ra những áng mây sáng nhiều hơn thế nữa không thể kể xiết, lại nói ra tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng tỷ giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thể định độ, tiếng ba nhã độ, tiếng tử nghi, tiếng vị xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lộ, tiếng trí tuệ, tiếng đại trí tuệ, tiếng sư tử gầm, tiếng đại sư tử gầm, tiếng sấm mây, tiếng đại sấm mây, cũng tiếng vang ấy Đức Phật nói ra kể không kể xiết, có vô lượng ước trời dòng người thần ở cõi Sa Bà cùng các cõi khác đều đến đại hội tại trời Đao Lợi. Các vị ấy là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Thiện Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hoa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phù, trời Đại Phạm, trời Tiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Tiểu Định, trời Vô Lượng Định, trời Biến Định, trời Phúc, trời Biến Định, trời Phúc Sinh, trời Phúc Ai, trời Quảng Quả, trời Niêm Xuất, trời Vô Lượng Niêm Xuất, trời Niêm Xuất Qua Thực, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nghiệp, trời Thiện Kiến, trời Tự Điện, trời Sắc Cứu Kính, trời Mê Hai Thủ La Đến, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, cả thiên long chúng các chúng quỷ thần đều đến đại hội. Lại có các thần ở cõi Sa Bà nhiều phương nước khác, như là thần bể, thần đất, thần núi, thần các sông ngòi, thần coi đầm hồ, thần chỗ hư không, thần thung lưỡi mạng, thần ở trên trời, thần chủ quản ngày, thần chủ quản đêm, thần xét ăn uống, thần giữ ở cây, các vị thần này đều đến đại hội. Lại có những chư quỷ lớn ở cõi Sa Bà nhiều phương nước khác, các chư quỷ như quỷ thu hút máu, quỷ lấy tinh khí, quỷ nuốt hay chính chứng, quỷ hành bệnh tật, quỷ thông khí độc, quỷ dụng từ tâm, quỷ làm phục lợi, quỷ đại hay chính, các chư quỷ này đều đến đại hội. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Bồ Tát Văn Thù xuất đại pháp phương tử rằng: ông xem chư Phật và chư Bồ Tát trời rồng rồng quỷ thần ở thế giới này cùng thế giới khác, ở đất nước này cùng đất nước khác, hiện đang dự hội ở trời Đao Lợi, ông có thể biết là bao nhiêu không? Bồ Tát Văn Thù bạch Đức Phật rằng: đại Đức Thế Tôn, nếu dừng sức thần của con tìm thêm dù cho nghìn kiếp cũng không biết được. Đức Phật bảo ngài Văn Thù sư lợi: ngay như ta lấy mắt Phật nhìn nhận cũng không đến xếp số thánh phẩm này đều là do địa tạo Bồ Tát từ bao đời kiếp, hoặc là đã độ đang độ sẽ độ, hoặc đã thành tựu hoặc đang thành tựu hoặc sẽ thành tựu. Bồ Tát Văn Thù lại bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, bao kiếp tới nay nhờ tu thiện căn mà con đã chứng được trí vô ngại, nghe lời Phật dạy liền tin theo ngay. Còn như các hàng tiểu quả thanh văn thiên long tám bộ và các chúng sinh đời sau giống nghe những lời thành tựu của Đức Như Lai, tất sinh ở vực, dù có dập đầu vâng chịu đi nữa cũng chưa giải khỏi được sự mang trọng. Cuối xin Thế Tôn chỉ rõ nhân địa tu hành của đại Bồ Tát Điện Thăng này làm việc gì, đã lập nguyện gì mà được thành tựu khôn thiết kỹ bản những chữ như thế. Đức Phật liền bảo ngài Văn Thù rằng: ví như tam thiên đại thiên thế giới trong có bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa vừng, che lau đám núi, bụi nhỏ cứ cho mỗi vật là một sông Hằng, rồi cứ số cát cho mỗi sông Hằng, mỗi một hồ cát là một cõi nước, rồi một cõi nước cứ một bụi nhỏ lại là một kiếp, tính hết bụi nhỏ trong một kiếp ấy đều là kiếp cả. Bồ Tát Địa Tạng từ khi chứng quả tập địa tới nay cũng đã nhiều gấp nghìn lần con số thí dụ kể trên, vốn là từ thuở Bồ Tát Địa Tạng còn từ trong bậc thanh văn độc giác. Lại nữa, Văn Thù, y thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn. Nếu đời sau này có người thế nam hay thế nữ nào nghe thấy danh tự Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khen ngợi chiêm ngưỡng lễ lại, hoặc niệm danh hiệu, hay là cung giảng cho trí sơn vẽ khắc đắp, thì những người ấy sẽ được trăm lần sinh thanh ở trong ba ba cõi trời, không bao giờ đọa vào đường ác nữa. Này Văn Thù ơi, trải vô lượng kiếp xa xưa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát còn là con trưởng giả, đời ấy có Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn cũng túc vạn hạnh Như Lai. Con ông trưởng giả thấy Phật tướng mạo đầy đủ tốt đẹp, nhìn phúc trang nghiêm, mới hỏi Đức Phật tu hay nguyện gì mà được như thế. Khi ấy Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn cũng túc vạn hạnh bảo con trưởng giả: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh khốn khổ. Này Văn Thù ơi, con ông trưởng giả nghe xong nguyện rằng: con xin từ nay trở về sau này đời đời kiếp kiếp dùng mọi phương pháp khuyên bảo chúng sinh trong sáu đường khổ, khiến cho bọn họ được giải thoát hết, rồi tự thân con mới chứng quả Phật. Vì đối trước Phật, con ông trưởng giả tự phát nguyện lớn, cho nên miễn thường trải qua trăm nghìn muôn loạn ức kiếp không thể bị xét, mà ngài vẫn làm vị Bồ Tát. Lại về quá khứ, cách đây vô thượng a tăng thì kiếp, có Đức Phật ra đời là hiệu, có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai. Con ông trưởng Sư Tử Phấn Tấn cụ túc vạn hạnh lại về quá khứ cách đây vô lượng a tăng thì kiếp,
có Đức Phật là Giáo Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức số kiếp, trong đời tiểu pháp con người con gái dòng Bà La Môn thích phúc sâu dày, mọi người kính nể đi đứng nằm ngồi chư thiên hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín đà đạo thường khinh tâm bảo vị thánh nữ ấy bằng mọi phương tiện đủ lời khuyên ngăn, muốn cho bà mẹ phát sinh kính thiên, nhưng mà bà mẹ vẫn chưa thiên hẳn. Chẳng được bao lâu bà ấy bị chết thần hồn xoa đoạn địa ngục vô gián. Lúc đó thánh nữ biết ngay mẹ mình khi sống một đời không tin nhân quả, nay chết ăn đoạn theo nghiệp mà sinh vào nơi đường ác. Thánh nữ thương xót đến bán cửa nhà mua nhiều hương hoa cùng là phẩm vật, nên chùa tháp Phật làm gậy cũng rằng đến một ngôi chùa thấy pho tượng Đức Giáo Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đang với ấy như trang nghiêm rực rỡ. Thánh nữ trên bay càng thêm vị hương, tự nghĩ thầm là bậc đại đức Phật đủ trí tuệ, nếu như Đức Phật còn ở tại thế mà mẹ tôi mất, tôi có thể đến hỏi nơi Đức Phật chắc biết mẹ tôi sinh ở chỗ nào. Nghĩ rồi thánh nữ vẫn trầu rơi lệ ngưỡng vọng Như Lai. Bỗng nghe trên không có tiếng bảo rằng: này thánh nữ kia, thôi đừng khóc nữa, hãy nghe ta bảo chỗ đoạn mẹ ngươi. Thánh nữ hướng lên chắp tay bệnh rằng: đừng thần nào đấy đến giải lòng sầu cho tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đi đến nay, ngày đêm thương nhớ không biết hỏi đâu mẹ sinh chỗ nào. Chân không lại bảo truyền thánh nữ rằng: ta đây là Phật quá khứ Giáo Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi thương trên bái đó. Thấy ngươi thương mẹ gặp mấy kẻ thường nên ta mới đến chỉ cho ngươi biết. Thánh nữ nghe nói liền ngã lăn ra, tay chân mình mấy đều bị tổn thương. Những người đến đứng bên vội vàng đỡ lấy, hồi lâu tỉnh dậy rồi hướng không mà bạch Phật rằng: xin Phật từ mẫn bảo ngay cho chỗ mẹ con thắc sinh, không thời thân con không thân tâm con chết mất. Đức Phật liền bảo với thánh nữ rằng: ngươi cũng giảng xong, mau trở về nhà rồi ngồi nghiêm chỉnh niệm danh hiệu ta thì sẽ biết nơi mẹ ngươi sinh đó. Sau khi lễ Phật, thánh nữ về nhà vì thương mẹ mà ngồi yên ngay thẳng niệm danh hiệu Phật Giáo Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Suốt một ngày đêm, bỗng nhiên thấy mình đến bờ biển kia, nước sâu trùng trục, thú dữ đông đúc sắp xếp cả thân nhảy bay trên biển, chạy đảo bên đông xô đuổi bên tây, thấy thăm nghìn vạn đàn ông đàn bà khi chìm khi nổi bị các thú dữ chân nhau ăn thịt, lại quỷ dạ xoa hình thù gây lại hàng nhiều tay chân hoặc nhiều đầu mắt răng nanh nhọn sắp chìa ra như gươm lùa những gợi nhân đây cần thú dữ cho chúng căn hồ. Rồi quỷ dữ lại túm giật đầu giật chân những kẻ tội nhân nhiều các hình hạ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ sức niệm Phật nên không sợ ai. Có một quỷ phương tên là Hô Độc Cụ Đầu nhưng tiếp hỏi thánh nữ rằng: hay thay của ta có chuyện gì mà ngài đến đây? Thánh nữ bèn hỏi: này quỷ vương ơi, đây là chỗ nào? Hô Độc đáp rằng: đây là tầng bể thứ nhất phía tây núi Thiết Vi. Thánh nữ lại hỏi: tôi nghe thấy nói ở núi Thiết Vi trong có địa ngục ấy thật không? Hô Độc đáp rằng: địa ngục là có thật. Thánh nữ lại hỏi: nay tôi làm sao đến được ngục đó? Hô Độc đáp rằng: chỉ có hai điều, một nhớ y thần hai do nghiệp lực, ngoài hai điều này không thể đến được. Thánh nữ lại hỏi trên cớ vì sao mà nước bể này sôi trục như thế lại nắm tội nhân của các thú dữ? Hô Độc đáp rằng: đây là chúng sinh làm ác ở cõi Nam Diêm Phủ Đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự, làm việc công đức cứu khổ nạn cho, lúc sống kẻ đó không tạo nhân lành nên theo nghiệp cảm giác vào địa ngục, tự nhiên họ phải rỗi qua bể này. Phía đông cách đây 10 vạn lơ tuần đã có một bể sự khổ quá thể còn gấp bội hơn, phía đông bể đó lại bể nữa, nỗi khổ chất chứa nói không thể cùng. Đó đều là những nghiệp nhân xấu xa, ba nghiệp cảm ra đều gọi là bể nghiệp, chính là ba cái nơi bể này vậy. Thánh nữ lại hỏi: quỷ vương Vô Độc, địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: trong ba bể ấy đều là địa ngục nhiều đến trăm nghìn, mỗi ngục đều khác, số địa ngục lớn có 18 cửa, thế đó lại có 500 ngục nhỏ khổ độc vô chừng, nhỏ hơn thế nữa có nghìn vạn ngục cũng khổ vô chừng. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: mẹ tôi mới mất chẳng hay thần hồn phải đọa ngày nào? Vô Độc quỷ vương hỏi lại thánh nữ: thân mẫu Bồ Tát khi người còn sống cách làm nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: mẹ tôi khi còn sống mê tín tà đạo, chê bai tam bảo, có lúc hơi thiên sau lại bất tín, tuy rằng mới chết mà tôi chưa biết đợi lạc ở đâu. Vô Độc lại hỏi thân mẫu Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: song thân tôi đều dòng Bà La Môn, cha tôi tên là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi thì là tên Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: xin thỉnh thánh nữ hãy quay trở về, chớ nên đem lòng ngô sầu quá nữa. Bà Duyệt Đế Lợi tuy có phạm tội song bà đã được sinh lên cõi trời ba hôm nay rồi, đó đều là nhờ công lòng con bà nhất, đó đều là nhờ lòng con bà hiếu thuận, nhất tâm tu phúc bố thí cũng giảng chùa tháp thờ Phật Giáo Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng những một mình mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục mà cả tội nhân ở vô gián ngày ấy cũng được hưởng sự vui sướng, cùng đều được thắc sinh. Quỷ vương nói xong chắp tay gãy chào dạ từ mà lui. Thanh nữ lúc đó như tỉnh giấc mộng, biết sự này liền đến trước tháp và tượng của Đức Giáo Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà nguyện lớn rằng: con xin từ nay nhẫn về sau này, nếu còn chúng sinh mắc phải tội khổ thì con đặt ra đầy đủ phương tiện khiến cho chúng sinh đều được giải thoát. Đức Phật bảo ngài phan thủ sức lợi. Quỷ vương Vô Độc tức là tổ Bồ Tát tài thủ bây giờ, còn người con gái dòng Bà La Môn đây chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Ma.
Sammo di soha.